Em chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 18 tháng 9. Hôm nay em lại lên tiếp tục lên cho bác cái lô giày các bác nha. Lâu lắm không lên giày rồi. Hôm nay cái lô giày mới về em lên em cho bác toàn những con siêu phẩm các bác nhé. Có ưng em nào thì ạ, báo em ạ. Đây, lên bác con đầu tiên. Đầu tiên con này thì nó cực cực đỉnh luôn. Này một nai ba sọc. Trời ơi, con này nó VIP thì thôi rồi các bác nhé. Đế điếc kiếp nhé. Hàng là bao chính hãng 100% bác nhé. Hàng si thì các bác yên tâm, không có lộn xộn đâu các bác nhé. Size 42. Đấy, một đôi ba sọc đẹp không ạ? Đẹp chấm hết luôn các bác nhé. Keo chỉ zin đẹp đẹp luôn này. Đôi ba sọc này, mã SC1. Mã SC1 size 42 này, giá 500k nhá. Em lên đôi thứ hai các bác này. Một đôi Nike hàng chính hãng luôn. Đôi này độ mới cực mới luôn các nhá. Hàng bao chính hãng 100% nhá. Bác nào mà phát hiện không phải hàng chính hãng em tặng luôn một giả tiền nhá. Hàng C. Con này độ mới rất cao các bác nhá. Cực kỳ mới luôn ạ. Để được chưa mòn luôn này. Chất đen đẹp luôn. Em này nó là size 40. Size 40 này. Mã SC2 này, size 40 này giá 500. SC2 size 40 giá 500. Tính em vì là nó cứ thút nút dây này mà phải tháo ạ, nó mất việc một tí. Đây, lượn sóng này, có nhìn này. Đấy, lượn sóng này, một đôi nai nhá, ghế này, hoa văn này, đôi nai, sao bao nhiêu đây? Ôi xài nằm toàn dưới đáy này mà. Hàng hãng ghê thật. Đôi này size 43 các bác nhé. Size 43. Mã SC3. Mã SC3 này. Size 43, đôi này giá là 300k nha. Mã SC3 này, size 43 là 300k. Tiếp tục lên vào một đôi Fila đi. Đôi Fila nó đẹp lắm các bác. Độ mới rất cao luôn này. Đôi Fila các nhé. Đôi Fila này. Size 42.5. Đôi Fila size 42.5. Mã của nó là mã SC4. Size 42.5 này. Bao nhiêu đôi này em để bác cái giá là 450k. Đôi này mới lắm bác nhé. Mã SC4 này. Size 42.5 mình giá 450k. Con nào chơi con lên bác một cái đôi giày mà chờ một xíu nha, nó còn bụng bộ hút nút bác ạ, khó tháo lắm. Chờ em chút xíu, em tháo cái đầu này. Mấy cái ông Nhật Bộ này toàn chơi kiểu đấy các bạn ạ, rất là khó tháo này ạ. Có chơi đôi này thì đỉnh luôn,
không phải bàn cãi nữa các bác nhé. Mùa nào nó định đẹp hết ạ. Đấy, bóng chuyền, bóng bóng bàn, bóng nói chung là bóng gì các bác chơi được hết nhé. Các bác chạy bộ được luôn. Đấy, một con Puma này, hàng là bao chính hãng tuyệt đối, có yên tâm về chất lượng hàng nhé. Đội này độ mới rất cao luôn này, đội Puma nhé, đẹp chưa? Size của em nó đây là size 41 các bác nhé. Đôi Puma đẹp không lối thoát luôn. Size 41. Giá của nó dày chắc ăn các bạn. Cái bóng này nhiều khi là nó mã S5 này. Size 41 này. Bao lấy đôi này em để vào cái giá 400k các nhá. 400k một đôi đỉnh của chóp luôn. Mà S5 size 41 giá 400k. Tiếp tục ăn lên cho bác một đôi mới cứng còn đẹp thế này. Là đôi phú ma nè các bác này. Trời ơi, đôi này sáng mới quá. Ui, đôi này như cái thuyền quá ạ. Trời ơi, cái đôi giày nó to như cái thuyền luôn. Nó xem sao bao nhiêu, nó to như cái thuyền luôn. Size của nó size 43 các bác ạ. 3 mình nó như cái thuyền luôn. Nhìn nào. Một đôi size 43 này, đẹp thì thôi rồi. Đôi này các bác yên tâm về chất lượng nhé. Đôi này đeo này đẳng cấp luôn này. Giá 43 mã S7 size 43. Bao lần đôi này để bác giá là 350k. Mã S7 này size 43 này giá 350. Lên bắt đôi mấy đôi giải hiệu mới chơi nhá, bắt chơi giải hiệu không ạ? Những đôi này thì các bác chơi thì các bác không yên tâm về về đẳng cấp của nó rồi. Đây một đôi siêu hiệu luôn các bác nhá, hơi mệt, đó là chơi đôi đôi hơi mệt không ạ? Độ mới rất cao các bác nhé. Còn những con này chưa đeo lên cho lần nào, hàng hàng trưng bày thôi. Mã cốt đầy đủ này nhá. Đấy. Mã cốt đầy đủ các bác nhá. Hermes. Đấy, bác nào có điều kiện chơi đôi này các bác này. Nói chung là giá mới nó chỉ rơi vào tầm cỡ đôi chục các bác nhé, không là cao lắm đâu, nhưng mà hàng này bọn em đã đấu được cái giá là hàng ấy bác nhá, hàng hàng nó gọi là hàng hàng trưng bày, hàng lâu rồi, hết hết, tức là nó cũng lâu rồi bác nhá, hết 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 mất mốt rồi. Size 42. Thế mốt họ để cái giá yêu thương các bác ạ. Rơi tầm 5 triệu. Mã VIP 1 này. Size 42 này. Bác lấy đồ này em để bác cái giá là 1 triệu 6. Đấy, mà chơi đôi này là xứng đáng đó. Mã VIP 1 này, size 42 giá 1,6 triệu. Có cái đôi ghép này bao giờ đâu. Nó có đôi ghép các bạn, có chờ một tí. Có đôi ghép này ngon quá. Trời ơi, một đôi ghép con địa size 43. Các bác ơi, một đôi dép bóng địa size 43 các bác ạ. Đây, da bò thật 100% nhá. Các bác về mà các bác test da mà không phải da, các bác nhắm luôn phải trả tiền nhá. Đế da quài da hết bên trong này. Mã cốt đầy đủ, size 43. Hàng là hàng Thái Lan bác nhá. Mới cứng con luôn. Đấy. Size 43.
dẹp được rồi các bạn ạ. Mã dẹp 1 này. Size 43 này. Giá là 450k. Mã dép 1 size 43 giá 450. Em còn một đôi 42 này các bạn này. Một đôi 42 này các bạn nhé. Đĩa này. Bao là da thật 100% nhé. Các bạn đeo thì xác định chọn đời chả hư đâu ạ. Size 42 các bạn nhé. Mã dép 2 size 42 giá là 450. Dép 2 này size 42 giá 450. Lên cho bác một đôi ui đồ này quá vip rồi các bạn, đôi này yêu chưa ạ? Thôi thế này yêu chưa các bác, nhẹ lắm bác nha, đôi này nhẹ lắm, hàng đỉnh cao rồi, đôi này siêu nhẹ luôn, dao nhẹ hết luôn, này mã cốt đầy đủ này. Đấy, mã code đầy đủ các bác nha. Có đợi em tí thì em tìm cái size của em nó. Ôi bên trong đẹp lắm các bác ạ. Ai chà. Ôi bên trong này như mới luôn này. Đẹp đúng không ạ? Tìm cái size của em nó nằm chỗ nào đây. Trời, size 40 các bác ạ. Đẹp quá, đồ này đẹp quá. Bằng nào mà mặc quần jean đeo này đỉnh luôn, size 40. Mà S8 size 40 bác lên đâu này để bác cái giá là 550k. Đẹp đến mấy nó chỉ 550 bác ạ. Đây ạ. S8 size 40 giá 550. Đẹp lắm, nó nhìn thế rồi. Đây là siêu phẩm này. Con này cũng đẹp ngon tiền đúng không này. Duy nhất có một đôi rồi nha. Đôi giày mới này bác này. Ui chào, ôi ai chịu nổi đôi giày này các bác. Đẹp thế này. Ai chịu nổi ạ. Đây là đôi ba sọc của dòng Đát bác nhé. Duy nhất, một đôi duy nhất. Một đôi Adidas 3 sọc, size 42. Trời ơi, một đôi dài. Không ai chịu nổi nó mà. Quá mới. Nó cũng còn chưa lên chân lần nào nhá. Giày là 3 chính hãng 100% bác nhá. Đấy, giày mới là 3 chính hãng ấy ạ. Chứ không phải giày mới là giày 11 các bác nhá. Mới là 3 chính hãng luôn. Mã VIP 2 size 42, đôi này giá của nó là 1,2 triệu các bác nha. Hàng này em bao chính hãng nha, chứ không phải là hàng 11 đâu các bác nha. Đấy, VIP 2 size 42 giá 1,2 triệu, bao chính hãng tuyệt đối luôn. Và đây là một đôi giày da. Ui giời ơi, nó đẹp thế này mà sao nó lại là không vừa ta. Đây các bác, cô da này đúng là đeo trọn đời không hỏng. Da nó bao nhiêu, các bác có làm cách nào hỏng được em nể các bác ạ.
Ôi đế nó lại đế giá ai nữa các bác này. Đã được khâu không nhé? Chủ ta đã khâu rồi. Điều này nó kinh điển rồi các bác này. Đấy. Đẹp quá. Size 41 đẹp cũng ổn luôn. Mã S10. Size 41 này, bác lên rồi em để bác cái giá là 350k. Đấy, bác nào đeo đôi giày da này đến hết trọn đời chả không được bác nhé. Rẻ bằng bằng đôi giày tàu ạ. Mã S10 size 41 này giá 350. Bác đeo làm sao nó hỏng đôi này em để của bác này. Đẹp khá rồi gì mà hỏng được, em mới gọi là cao thủ võ lâm. Mã S10 size 41 giá 350. Lại được một em nữa các bác ơi, một em này là em là Samato Para, một được một đôi duy nhất thôi. Đấy, may về may về lọt được hai đôi các bác ạ. Hai đôi giày giày trưng bày này được đúng hai đôi, chưa lên chân lần nào nhé. Mã cốt đầy đủ này, da này các bác chơi thì yên tâm chọn đời các nhé. Đấy, Samato các nhé, đôi Samato Para được đúng hai đôi thôi, mày hết không 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 có sai 40. Mã VIP 3 sai 40, bao lên này để bác cái giá là 1,4 triệu, 1,4 triệu các bác nhé. May mắn bác nào bới được ba đôi này thì chúc mừng. VIP 3 sai 40 giá 1,4 triệu. Và hết rồi các bạn, nó có mỗi thế thôi, nó không còn hàng đẹp nữa. Đây lên cho bác mấy lại hàng bình thường thôi, hàng đẹp chứ hàng bình thường các bác nhé, quan trọng gì đâu. Lên cho bác đôi giày da nữa này, đôi này thì siêu mướt luôn. XL là bác biết là giày thương hiệu giày nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, từ trong và ra ngoài không có điểm gì chê. Da của nó thì xác định dùng hết đời chả hư được ạ. Size 42.5. Mã S12. này. Bao nhiêu đôi này em để bác cái giá là 400k. 400k các bác sở hữu được một đôi phải nói là siêu xịn sò luôn. S12 size 42.5 giá 400k. Đây còn đôi này, đôi này cứ nhìn lạ mắt này, này gì đây ta, em chả hiểu này gì bác này. Bắt đầu chơi giày này rồi bắt đầu bác cho em biết với, chả từ em chưa gặp loại này bao giờ các bạn này. Nó chả có, nó có chỗ là dây các bạn này, phần dây sẵn này. Này bên này cái nhiều a là nó nhiều này lười các bạn này. Đấy. Nhiều cái lười các bạn. Đồ này nó em không hiểu nó là cái kiểu cách gì nữa các bạn này. Đấy. Này các bạn nha. Đấy. Nhưng nó kiểu gì ra kiểu gì ạ? Xem sai bao nhiêu nào. Ủa đồ này là chính hãng thì tuyệt đối luôn bác nhá, tem mờ luôn này. Nó size 42 các bác nhá, phải đùa đâu ạ. Đây này. Size 42 các bác nhá, tem mờ luôn này. Đây này, mã S.
S14 này, size 42 này, giá này là 200 nhé. Mà S14 này size 42 giá 200, riêng cái chất vải nó được xác định dùng trọn đời của nhà chả hư đâu ạ, nhưng mà nó kiểu cách ấy rất là lạ. Tiếp tục lên cho các bạn một kiểu dày nữa, nó gần tương đương giống nhau. Đây có gì này, đôi này đôi thượng hãng gì đây, hãng Fureki gì đây. Size 40 các bạn, size 40. Mã S15. Size 40, giá 200k. Mã S15, size 40, giá 200k. Đấy, video này phép tạm dừng thôi nha. Có ưng đôi nào thì alo em ạ. Em xin chào các bạn.